9 cao cấp nhất sẽ có tên iPhone 11 Pro, tài khoản Twitter có tên Coyx từng được biết đến với việc dự đoán chính xác tên gọi các phiên bản iPhone ra mắt năm 2018 là iPhone XS, iPhone Max và iPhone XR đầu tiên. Ngoài ra, người này cũng đưa ra các dự đoán chính xác về iPad Pro 2018 bỏ cổng tai nghe và nhiều thông tin chính xác khác nữa. Thông tin đăng tải trên Twitter của Coyx lần này là một câu hỏi nghi vấn về việc iPhone mới sẽ có phần tên gọi Pro cách gọi chưa từng xuất hiện với iPhone trong suốt những năm qua. Mark Rumoff cho biết, trang này nhận được một thông tin ẩn danh hôm 4 tháng 8 vừa qua tiết lộ rằng, iPhone mới có cụm camera hình vuông ở mặt sau sẽ có tên iPhone 11 Pro. Giờ đây thông tin này lại lặp lại trên tên EET của CoinX. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 2019 sẽ có tên gọi iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 R. Tất nhiên là chưa hẳn thông tin này đã chính xác. Apple dự kiến sẽ ra mắt 3 mẫu iPhone mới vào tháng tới bao gồm hai mẫu dùng màn hình OLED 5,8 inch, bản cao cấp là 6,5 inch và mẫu iPhone dùng màn hình LCD 6,1 inch cấp thấp hơn. Các tính năng được đồn đại bao gồm camera sau 3 ống kính trên các phiên bản cao cấp, pin lớn hơn, sạc không dây ngược dùng cho AirPods.